Vâng, giá khởi điểm 3.000 đô la Mỹ thưa quý vị. Và khi mà tôi chưa đọc thì Hen nói là 10.000 đi. Em thấy nào về bộ đồ này khi mà em khoác lên mình? Khi mà lần đầu tiên cho các anh được lời chào đến tất cả quý quan khách đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay ạ. Hen rất bất ngờ khi được mặc một bộ đồ rất đẹp, đã đẹp rồi. Mình cảm thấy rất là tự tin với bộ đồ này. Lại tới đây lại được đấu giá bộ đồ này. Nên là Hen rất là tự tin nói với anh là lên 10.000 thôi đi anh. Vâng, lên 10.000 đi anh, không phụ thuộc vào anh, phụ thuộc vào quý vị ở bên dưới. Bây giờ em có thể kêu gọi mọi người, người đầu tiên trả giá không? Anh rất là mong em kêu gọi. Em biết là em có được may mắn như chị Lệ Quyên hay không, nhưng mà hy vọng tất cả quý vị ở đây đang nhìn thấy bộ đồ này. Em sẽ giới thiệu một chút về bộ đồ này nhá. Bộ đồ này khi mà em mặc lên thì em cảm thấy rất là thoải mái. Cái phần tính kết này mọi người có thể nhìn thấy là rất là lấp lánh, nhưng mà rất là nhẹ. Đây là một cái điều mà rất là thích khi mà mặc dạ hội. Tức là dạ hội khi mà đính kết đôi khi hơi nặng khi mọi người work, nhưng mà với bộ đồ này thì rất là nhẹ nhàng. Và còn siết vòng hai của mình khá là chuẩn, khá là siết. Điều này là tạo một cái sự tôn dáng cho mình, đúng không ạ? Và em hy vọng là tất cả quý vị ở đây có thể nhìn thấy bộ đồ này là một cái gì đó nó đẹp rồi, nhưng mà góp thêm một cái tinh thần đẹp nữa là mua bộ đồ này với một cái giá thật là tốt để có thể hỗ trợ cho các em trong mùa Covid vừa rồi ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, giá khởi điểm đang là 3.000 đô la Mỹ và chúng tôi rất mong muốn những cánh tay được giơ lên để có thể trả cho bộ đồ rất là đẹp và Hen đang mặc ạ. Chị Hải, em nghĩ là chị cũng rất là hợp với cái gam hồng tím. Vâng, hôm nay chị cũng đang mặc hồng tím luôn. Chị thấy sao về bộ đồ này? Em chưa cần chị trả, chị cần nhận xét cho em về bộ đồ này thế nào ạ? Bộ đồ này đẹp và chị mặc đám cưới cũng hợp lắm. Chị màu này phong thủy chị không được hợp lắm, nhưng hợp với cả giá 5.000 đi ha. Wow. Vâng, 5.000 đô la Mỹ. Thực ra là chị nói là phong thủy không hợp, nhưng em thấy chị mặc cái màu tím trắng thì cũng vô cùng đẹp đó chị ạ. Vâng. Tím là thủy chung nha. Đừng đòi hỏi điều đó chị Hải. Vâng, thưa quý vị, chị Hải đang trả giá 5.000 đô la Mỹ. Nào, chúng xin mời cái cánh tay giơ lên. Thưa quý vị, một cái trang phục rất là đẹp và tôn dáng. Và Hương tin rằng là chắc chắn là Hoàng Hải sẽ có thể giúp làm vừa những cái chiếc váy này cho bất cứ ai muốn sở hữu một chiếc váy như vậy ạ. Với chiếc đầm này ạ? Mình sẽ mặc trong cái kỷ niệm ngày cưới, mình sẽ mặc hai mẫu. Một mẫu màu trắng và một mẫu màu tím thể hiện chiếc trang thủy rất là đẹp. Nhưng mà anh Hải sẽ biết là Thanh An không có thích màu tím lắm. Nó được đổi màu nó được chứ. Anh Hải có thể đổi bất cứ màu nào mà chị muốn. Người trong kho màu của anh Hải có 100 màu được thì quay lại với chị Hải cũng được, đúng không? Không có phong thủy nữa. Chị có muốn trả giá cho chiếc máy hay không ạ? 5.000 lúc nào? Vâng, đang ở giá 5.000. 5.000 ạ? Vâng. Thì tôi xin 5.500. Nhưng mà nói trước là phải đổi thành màu trắng. đó là yêu cầu nếu mà đầu tiên. Yêu cầu màu trắng thì chị Hải ơi, bây giờ cứ cho nó chuyển sang màu trắng, dám thế nào chị? Cứ cho là chuyển sang màu trắng. Vâng. Không cho, em nghĩ là chị Hương nên hỏi chị Hải là cuối cùng màu nào là màu phong thủy của chị ạ? 6.000 lần thứ 3. Xin chúc mừng chị Hải đến từ Long Victor. Chị Thu Hằng có thể đến gần với anh chị vào và giúp em được không ạ? Thực ra thì Thu Hằng nghĩ rằng là anh chị bạn đã có một cái chiếc đầm hồng quá xinh đẹp ở đây rồi. Thế nhưng mà với một cái chiếc đầm đẹp như thế này thì không biết cảm nghĩ của anh như thế nào? Chỉ hỏi cảm nghĩ thôi. Dạ. Em chỉ hỏi cảm nghĩ thôi. Làm sao mà anh dám nói? Anh cứ nói đi, chị Trang không làm gì đâu ạ. Rồi cô gái áo hồng bên cạnh cảm nhận như thế nào? Em thấy là anh bảo là đang đá khoa cho bà Trang rồi. Thế thì Trang lấy chiếc đầm này như thế nào Trang? Trang thì thấy chiếc đầm này rất là cá tính, đẹp. Nhưng mà nếu như mà có chị đẹp mà ở phía sau thêm mặc nữa thì chắc chắn sẽ đẹp hơn. Thì câu chuyện được lan tỏa và sẽ giúp đỡ cho rất nhiều những cái mảnh đời khó khăn cùng với những cái hoàn hàng. Hiện giờ đang là bao nhiêu rồi để chị Hương nhỉ? Bây giờ chúng ta đang có giá khởi điểm là 2.000 đô la Mỹ. 2.000 đô la Mỹ. Vâng. Có ai không ạ?
Vâng. Chúng tôi chỉ còn chiếc đồng này và một chiếc đồng nữa là hết rồi. Ngày hôm nay sẽ chỉ đấu giá 5 chiếc đồng thôi. Mình vẫn còn đang còn một chiếc đồng nữa đúng không ạ? Và chỉ còn một chiếc nữa thôi, thế cho nên là ai sẽ chốt chiếc đồng này thì có khi đã là một cái may mắn. Vâng. Có ai không ạ? Đây chị Hải. Em đã bảo chị mặc một tím đẹp mà lại. Không, một tím không? Mua tặng Hương được không? Wow. Chị mua tặng em thì em đồng ý ngay. 4.000. Wow, 4.000 rồi, em cảm ơn chị. Anh Hải ấy có vé không? Để chị Hải tặng em luôn. 4.000, em cảm ơn chị Hải rất nhiều, em hợp màu tím chị ạ. Vâng, em hợp tất cả các màu. 4.000 đô la Mỹ, vâng. Có ai sẽ trả mức giá này cao hơn không ạ? 4.000 lần thứ nhất. 4.000 lần thứ hai. 4.000 second time. Và xin chúc mừng. 4.000 lần thứ ba. Xin chúc mừng chị Hải. Xin mời chị Hải. Nên là hôm nay mặc đầm bởi vì Hoàng Hải thiết kế mặc áo này cho chị mà Hoàng Hải quên mất là phong thủy thì không hợp màu tím mà mình mặc cố. Mà kệ mà đám cưới thì dứt khoát không mặc màu tím. Tặng cho Thơ Hương thôi chứ dứt khoát không mặc màu tím. Cảm ơn chị, em mặc màu gì cũng hợp. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Jessica rất nhiều. Cảm ơn chị Hải.